Với thủ đoạn là bán một căn hộ chung cư nhưng thay đổi địa chỉ nhà, một nữ Việt kiều đã lừa đảo 44 người tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếm đoạt số tiền gần 280 tỷ đồng. Vụ án đang được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nam Thị do Vũ Bảo Trinh, sinh năm 1973, quốc tịch Mỹ làm giám đốc, là chủ đầu tư dự án cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này được công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nam Thị thế chấp cho công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam, đẹp dài 95 tỷ đồng. Theo thỏa thuận thì trong thời gian thế chấp, công ty của Trinh không được chuyển nhượng góp vốn căn hộ khi không được bên nhận thế chấp đồng ý. Tuy nhiên, Trinh đã chỉ đạo cấp dưới là Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ giả, ký hợp đồng bán căn hộ cho nhiều người. Để che giấu hành vi của mình, Trinh đã chỉ đạo nhân viên thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp đưa lên sàn thương mại để khách hàng lầm tưởng là mua các căn hộ khác nhau. Với hình thức này, Trinh và đồng phạm đã ký hơn 100 hợp đồng với 70 người, trị giá hơn 310 tỷ đồng. Trong đó, 44 người có đơn tố cáo Trinh và đồng phạm chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày hôm nay.